Chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Đó, đây là đơn hàng mình đang đóng gửi cho khách đây. Đấy, khuôn đúc viên kê con kê bay xây dựng và các cái dòng sản phẩm về ốp lát, thì các bạn có nhu cầu về sản phẩm nào thì có thể liên hệ. Đó, đây là cái kiện hàng mà mình đóng gửi cho các khách ở trong Thanh Hóa đây. Đơn này thì của nó là 40 con các bạn nhé. Đấy, các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm này thì liên hệ tới Phạm Huấn 0936 863 268 để được tư vấn. Đây, con này là con đa năng các bạn nhé. Con đa năng, con này là con 35, 40, 45, 50. Đấy, con bên mình đấy. Test thử các bạn xem luôn. Đập tưng bừng luôn. Đập tẹt bô, đập thoải mái luôn. Đấy, các bạn xem khuôn chưa? Đấy, đây, con này là con 15, 20. Sử dụng sắt lớp 1. Kết hợp với em này là em H6. Đây, H6 đây. Kết hợp với em này là em H6 này. 25 20 thì kết hợp với H6 các bạn nhé, thì nó sẽ thành một bộ đôi như này. Đấy, tiếp theo là con 20 25. Đấy, 20 25 con này là 30 viên. Kết hợp với cái em H7 này sử dụng cho thành một cặp và sử dụng cho sắt mái từ 12 phân trở về. Đây là con đa năng. Đấy, tiếp theo là con này là con đa năng là con D1. Con D1 này thì có 24 viên. Đấy, nó có các cạnh là 20, 25, 30. Đấy, số rất là rõ luôn, các bạn trông cái số chưa? Đấy, rất là rõ luôn. Đây. Đấy, số rất là rõ, khuôn rất là đẹp. Chắc chắn. Test bao test hàng cho các bạn luôn. Đấy. Quăng quật đập thoải mái luôn, không việc gì luôn. Đấy. Khuôn bằng nhựa ABS tổng hợp rất là dày dẫn. Đấy, tiếp theo dòng sản phẩm giới thiệu cho các bạn, đây là cái ke đây. Con này là để chúng ta ke cho gạch ốp lát này. Con này là con ke nêm này. Đấy. Đây con kia nêm, hai con này kết hợp với nhau. Đây con này chúng ta đặt xuống dưới gạch này, con này chúng ta kia lên này. Đấy, còn con này là con kia xoáy này, con này thì tái sử dụng được nhiều lần các bạn nhé. Con này thì mình sử dụng rất là ok, nhiều lần luôn đó. Và đây là cái tiếp theo là cái con đo gạch lỗ đường ống nước nóng lạnh này. Đấy, con này là 2 thước này, rất là dễ đo, dễ sử dụng luôn đó. Tiếp theo là cái con đẩy này, con đẩy để cho anh em ốp lát này, anh em nào ốp lát gạch thì phải sử dụng con này. Đó, con đẩy sử dụng cho ốp lát đây. Đấy, anh em có nhu cầu về dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn qua Facebook, Zalo hoặc là TikTok, cái điện thoại 0936 863 268 để được tư vấn các cái dòng sản phẩm về xây dựng. Đấy, bên mình thì rất là đa dạng về mẫu mã, chủng loại và các dòng sản phẩm. Đấy, anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ. Đây các bạn quan sát các dòng sản phẩm bên mình đây. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ đấy, số điện thoại của mình trên màn hình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.